Và xin thưa với quý vị luôn, ngày thứ năm trước đó ba ngày tổ chức nhập hậu qua tình thương, tôi đã cầm điện thoại tôi gọi cho anh Quỳnh Lương Thiện. Tôi xin lỗi, tôi rất là tỉnh tánh. Tôi gọi Quỳnh Lương Thiện với anh Thiện, tới giờ phút này mấy anh còn chưa tới vậy sao? Giờ này mấy anh đã bán vé đồ này kia, ổng gài người ta gọi cho tôi. Là ta nói ta mua bên cộng đồng, mua này mua kia chẳng hạn gì. Là mua tưởng đồng nhập hậu, tôi hầu nhìn ra là 17 tháng năm. Bây giờ sao? Anh phải ngưng lại cho tụi tôi, tổ chức xong tôi có 3 ngày thôi thì các anh hãng bác. Thì anh Quỳnh Lương Thiện sau đó ngày thứ 7 có gửi cho tôi email là ngưng lần cái ngày thứ 7 của dịch. Và sau đó bác tiếp tục, nhưng mà cái đó đã bán rồi hết, mình chỉ nói vậy thôi. Đó, thành ra mình có một số đài, một số báo họ không quảng cáo cho cái chương trình của mình. Còn phần copy thư mời biên bản này kia đó là 121 đồng. Radio, quảng cáo trên radio của Hạ Vân, Quỳnh Hớn này kia đó là 780 đồng. Một cái với Bình Minh, rồi dòng qua mà đặt cái đài kỹ sĩ đó là 200 đồng. Rồi YCD này đó là mình trả cần công tất cả là 400 đồng, tổng cộng là 600 đồng. Nước uống là 480 đồng. Mực in với mà tép là 293 đồng. Và bong bóng, sơn, đồ ăn với chè thì kêu lặt vặt là 140 đồng. Tổng cộng là 11.898 đồng 93 sen. Thật sự mà nói cái số chi này đó là anh em cũng cố gắng hạn chế lắm, nhưng mà số phải chịu thôi, bởi vì năm nay nó nhiều hơn năm ngoái. Là chúng ta phải năm ngoái trả có 2.000 tiền rem cá ho, thôi năm nay trả tới 3.000. Rồi năm nay chúng ta mất đi một số mà đóng góp chánh, giống như mình bà Trần Đình Trường đó cũng khoảng là 3.000. Chị Kiều Mỹ Duyên mà bán sách năm ngoái cũng khoảng gần 5.000. Rồi năm ngoái chúng ta mở bên tập thể chiến sĩ cũng vận động cho chúng ta được khoảng hơn 2.000. Rồi bác sĩ Phạm Đức Vượng cũng vận động chúng ta cũng khoảng 2.000. Rồi bên nhóm người Việt Nam trên thế giới năm ngoái cũng cho chúng ta 1.000. Nhưng mà năm nay tình hình là kinh tế quá khắt khe, thành nữ ra mình mất đi hết những cái nguồn tài trợ đó, và mình không được nhận được cái phần nào của những người mà tôi vừa nêu lên với quý vị. Cho nên cái số bần thâu của chúng ta nó ít, nhưng mà thật sự tình nghĩa của đồng bào mới nhiều. Chúng ta thấy là cái nhạc hội này, tất cả tôi chưa thấy cái phòng mà GI Forum mà đầy nhóc người như cái kỳ nhạc hội qua tình thương của mình. Đó là chúng ta đã trung thành với đồng bào chúng ta, một tổ chức một đại nhạc hội đúng nghĩa, và chúng ta đã làm đúng những cái gì mà chúng ta đứng với bên đồng bào từ bấy lâu nay, đặc biệt là gần 2 năm nay. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm việc đúng, dù số tiền nó ít, nhưng mà có bao nhiêu chúng ta gửi bao nhiêu, và chúng ta không mang tiếng vào có tội với đồng bào tại Bắc Cali này. Xin cảm ơn quý vị. Tính cái phần cảm ơn thì tôi sẽ đăng báo các bạn cảm ơn, sẽ trả tiền cho bạn thôi. Tôi chỉ có một cái trò lò vấn đề ông còn tiền chi đó, tế nghị bây giờ phải nói thế nào. Ban tổ chức đồng ý còn nói ông là có thể là ông nói 500 mà bị cái người nói lại họ lẫn lộn mà nó 1.000, rồi ông chính thức ông viết sách 500 thì tôi nghĩ là mình công khai mình chỉ nói ông ta nên một mình là D2 rồi nó ông ta ủng hộ 500, chứ không có nói vấn đề nó ủng hộ 1.000 ông đưa sách 500 cái không tốt. Cái chuyện đó thì tôi trả lời anh liền là ngay cơ sở đường của chính ông nói từ miệng loa micro đó là 1.000. Quý vị nhớ câu đó không? Nhưng mà bây giờ tôi nhận cái chắc chỉ có 500, mới nhận qua cái chắc 500 thôi, thì cái chuyện để tôi liên lạc ở dạy. Và cái kỳ 2 này thì với số tiền thu được là hồi nãy là như là 26.000 mà trừ cái chi còn mười mấy ngàn. Mà trong khi hiện bây giờ thì thưa anh là anh còn bao nhiêu hồ sơ để giải quyết, và anh nghĩ rằng anh đã giải quyết như thế nào? Cái vấn đề anh hỏi câu hỏi hơi sớm, tại vì tôi có làm cái danh sách thông báo bên chúng tôi sẽ công bố, nhưng mà hỏi tôi cũng trả lời anh luôn là tụi tôi dự trù nếu năm nay mình thu bằng hay là hơn năm ngoái thì chúng tôi sẽ gửi một số hồ sơ cũ, nhưng mà ngược lại số tiền quá ít, thành ra chúng tôi chỉ chọn cái giải pháp là gửi những hồ sơ nào mới gửi về năm nay mà thôi. Thành ra cái số năm ngoái thì chắc chắn mình sẽ không xét lại nổi, không có tiền để xét, tại vì cái số hồ sơ gửi về cho năm nay đó là tới giờ phút này chúng tôi có là 164 hồ sơ, kể cả một hồ sơ của anh Tim với lại của anh Tim vừa đưa, tức là 3 hồ sơ đã hứa trước nhưng bữa nay mới đưa, thì coi như mình có 164 hồ sơ. Thì cái số tiền này thì một chút nữa chúng tôi sẽ bàn cái cách gửi như thế nào, cách chi trả như thế nào để cho mình đủ cái số tiền đó, tại vì ngoài
đến cái, tính cái tiền cước phí. Mỗi hồ sơ thì bên dịch vụ cũng quen, thành ra họ chỉ lấy một hồ sơ có một đồng thôi. Thành ra chúng tôi sẽ trình bày các phần sau với quyết định chung của trong cái bàn tổ chức ngày hôm nay. Tôi được biết đây là lần thứ hai mà khu hội cựu dân chính trị kết hợp với lại lực lượng tập thể chiến sĩ hải ngoại và cộng đồng Việt Nam Bắc Cali. Thế thì kỳ thứ ba anh có kế hoạch gì để tránh cái tình trạng mà hai ba kỳ tổ chức yểm trợ thương phía binh tại cái thành phố San Jose không thưa anh? Thưa anh, cái kỳ thứ ba thì chúng tôi chưa nghĩ tới, thời gian nó còn kéo dài. Với cái tình trạng kinh tế này thì cái chuyện kỳ thứ ba là chúng tôi cũng phải nên xét lại. Thì vấn đề làm thiện nguyện thì ai làm cũng được, anh làm cũng được, tôi làm cũng được, anh Tiến làm cũng được, hay bất cứ cá nhân muốn đứng làm thì làm thôi, tùy theo cái điều kiện. Cái quan trọng là mình có hồ sơ để mình làm tiền ra, mình có mình gỡ hay không. Cái đó là cái vấn đề quan trọng ở chỗ đó. Thành ra bây giờ cái giải pháp mà chúng tôi đề nghị ngày hôm nay đó là với số tiền đó thì bây giờ mình chỉ gói ghém trong 164 hồ sơ mà tôi đã làm xong hết. Thì với cái số tiền mình có, dĩ nhiên là không thể gửi đồng đều hết rồi. Hôm năm qua rồi tôi gửi mỗi hồ sơ 100 đồng. Nhưng năm nay mình sẽ có thay đổi, là tại vì nếu gửi số tiền đó mình cũng không đủ tiền để gửi nữa. Là 164 hồ sơ gửi 100 đồng một người đó, thì 16 hàng mấy mình không thiếu tiền. Thành ra chúng tôi đề nghị là những người nặng, ví dụ mù hai mắt, cụt hai tay, cụt hai chân thì số tiền nó tăng chút, còn số tiền mà ít hơn thì giảm chút, để cho có ghém rộng số tiền mình còn hiện tại trong cái kỳ quyên vừa rồi. Và cái ý của tôi là ví dụ như là cái năm ngoái của anh, bây giờ anh còn tồn đọng là ví dụ như là 100 cái hồ sơ, bây giờ cái hồ sơ mới anh mới nhận được là khoảng 200 cái hồ sơ. Thì tức là theo như anh nói, tức là anh chỉ túi xét cái 200 hồ sơ mới này thôi, còn 100 hồ sơ thì anh không túi xét. Thưa tôi, này là tại vì năm ngoái là tôi đã xét hết tất cả các hồ sơ, coi như là những hồ sơ nào mà 30%, 40% tôi cũng xét. Thành ra cái số đó tôi vẫn còn để đó. Còn cho năm nay thì cái số này nó cũng nặng từ 80% tới 100% từng mới xét thôi. Chứ còn số kia nó không, số kia còn khoảng 100% hồ sơ. Tôi giải thích cái này anh Sơn à. Sở dĩ mà năm ngoái các anh đã xét 419 hồ sơ mà còn lại mấy trăm hồ sơ, nhưng mà những cái hồ sơ đó là người ta bị nhẹ. Tức là những hồ sơ nặng đã gửi rồi. Còn bây giờ đó mình nhận mấy trăm hồ sơ này là chỉ lấy những hồ sơ mà nặng để mà ưu tiên mà gửi thôi. Chứ không phải thì... còn nếu mà có tiền nữa đó thì mới xét tới hồ sơ mà bị nhẹ. Thì cái tôi tiếp theo ý kiến ông Tiên là thế này, là trong này quý vị đọc trong này thấy có cái số 2008 ở đầu tôi đánh trước sau 2008 á, là những người này đã nhận tiền năm rồi. Nhưng mà tuy nhiên là quá nặng đi, mù hai mắt hoặc là cụt hai chân, cụt hai tay. Tại nên chúng tôi để là nếu có cái giải pháp thì hội tôi đề nghị ra tùy quý vị đồng ý để mình thi hành cái quyết định đó thôi. Là ví dụ như anh quý vị coi trang đầu thấy 6208 đầu tiên là anh Nguyễn Hồng Châu đó, là mù hai mắt. Many great things have happened here in this hall. We have celebrated freedom, human rights and justice. We have fought for that here in the city hall and in the county. But there's probably no greater event that happens here than this event, because it actually raises money for those who have suffered so greatly. Và ông luôn luôn nhắc nhở tới sở dĩ chúng ta có hôm nay là trong cái tinh thần mà chiến đấu cho tự do dân chủ, và vì vậy chúng ta phải nhớ đến những người mà đã hy sinh trong cuộc chiến. Và ông cũng nói là tới cái vấn đề là cộng đồng chúng ta vừa qua và tranh đấu cho cái vấn đề dân chủ và nhân quyền của cộng đồng chúng ta đây. Ý ông muốn nói là trong cái cuộc tranh đấu lên Sài Gòn vừa qua. So therefore, at the conclusion of today's event, I will personally be donating $1,000 to this cause to help out. Thank you. Thank you, Supervisor. Và ông sẽ thân tặng cho cái buổi lễ này $1,000.